Con xin chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Dạ, con Minh Thành, con xin kính chào quý ông bà, cô, bác và các bạn. Xin kính kính chúc quý ông bà, cô, bác và các bạn có một buổi tối tốt lành, thân tâm an lạc và sự khắc đồ. Dạ, thì lời nói đầu tiên thì cũng cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà, thì ngày hôm nay anh Minh Thành cũng có về đồng bằng, về quê con cả nhà. Thì hai anh em cũng có liên lạc với nhau, thì cũng đã hẹn nhau để mà ngày hôm nay cùng nhau đi giúp vong, thì cùng nhau trải nghiệm để thử. Nói chung là Minh Thành ngày xưa giờ thì chắc lẽ chưa có đi đêm nhiều, cho nên ảnh cũng cần sự hỗ trợ giữa hai anh em. Nhiều khi ảnh cũng mới đi đêm một hai lần đó nha, ảnh cũng chưa có gọi là xử lý tình huống được vào đêm, ảnh chỉ đi ban ngày. Thì nhiều khi ban ngày thì cái độ sáng sẽ dễ nhìn hơn, lỡ xảy ra gì thì mình có thể xử lý kịp, còn ban đêm ban hôm thì nó tối đó cả nhà, cho nên là khó. Cho nên hai anh em cũng quyết định đi chung để thứ nhất là cùng nhau hỗ trợ để giúp vong, và thứ hai nữa thì cũng thể là dẫn anh đến những nơi mà con đã từng đến để cho anh biết được những cái địa điểm này, để mà sau này anh có đi đến đây ấy, để anh giúp vong thì trong những lúc con bận thì cũng tốt cả nhà. Thì hy vọng rằng lần thứ hai hai anh em có hợp tác đi cùng nhau thì cũng có hy vọng là sẽ giúp đỡ được một hai linh trong khu nghĩa địa này trước, sau đó là cũng mong rằng tất cả quý ông bà cô chú anh chị có thể là ủng hộ hai anh em thêm một lượt like nè, một lượt đăng ký kênh cũng như một lượt chia sẻ để tạo thêm cái động lực, tạo thêm cái tinh thần để hai anh em có thể đi quay những cái phim tâm linh để về đăng lên cho cả nhà mình xem, để cả nhà mình hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh nha cả nhà. Dạ thì con thì có hai kênh, một kênh là Đạt Vlog với một kênh là Phiêu Lưu Miền Tây. Còn anh Thành đây thì có kênh là Minh Thành Tâm Linh Vlog. Thì hy vọng rằng tất cả mọi người xem video thì hãy nhấn đăng ký để ủng hộ hai anh em nha cả nhà. Thì cũng như lời của em Đạt đã nói, quý bà cô bác và các bạn, thì Thành cũng rất mong quý bà cô bác và các bạn xem kênh của hai anh em, ủng hộ cho hai anh em có cái động lực tiếp tục khám phá tâm linh trên cái cõi ta bà này. Như cái chí nguyện mình đã lập ra thì mình cứ tiếp tục làm ha quý bà cô bác và các bạn. Dạ thì cái nhà thì cũng thấy rồi, sau lưng con là một cái khu nghĩa địa, thì trời cũng đang chuyển mưa, thì chắc lẽ hai anh em cũng tranh thủ vào đây khám phá để xem kiếm coi ngày hôm nay có duyên với linh nào trong đây để mình giúp đỡ, mình đưa cho họ về chùa, về núi để cho họ tu hiền tu lành, rồi sau đó hai anh em sẽ đi về nha cả nhà. Thì thôi giờ hai anh em mình sẽ tiến vô cái khu này à đã. Dạ. Em gần cái địa bản này, em đi trước đây. Như rồi thì bây giờ con kính mời cả nhà mình cùng con và Minh Thành sẽ tiến vào trong cái khu nghĩa địa này để tìm kiếm vong linh trong đây nha cả nhà. Cả nhà thì cái khu này thì chắc cả nhà mình cũng biết, con đến đây cũng khá là nhiều lần. Cái phần mộ nhỏ này thì chắc cả nhà cũng thấy rồi, hiện tại người ta đã lấy cốt rồi cả nhà, thì đó cũng còn hoang sơ lắm. Thì hy vọng rằng ngày hôm nay mình sẽ vào trong đây sẽ hữu duyên với 1, 2, 3 vong linh gì đó cả nhà, càng nhiều càng tốt, để mình giúp đỡ cho những vong linh này được ấm no trước, sau đó là mình sẽ gửi họ đi về chùa, về núi để cho họ tu hiền tu lành để sớm được đầu thai chuyển kiếp luân hồi nha cả nhà. Wow, trời chỉ mưa sét tùm tùm luôn. Ngày hôm nay đi với anh Thành thì chắc gặp 2-3 vong linh cũng không sao nha cả nhà, tại vì hai anh em thì cái độ xử lý nó sẽ cao hơn một, nhưng mà mình cũng phải cẩn thận, nhiều khi gặp những quỷ dữ như thế nha. Biết ngày hôm nay mình thấy được vong không ta? Mình Thành nó đi sao cả nha. Đây, cái nhà cũng tới rồi cả nhà. Khu này thì con cũng đã giúp đỡ được vài lần rồi cả nhà. Kìa cái nhà, thấy như có vong cái nhà. Dạ, chào vong. Chào vong nha, anh Thành ơi.
thấy có vong linh đây anh Thành ơi. Ủa? Đâu? Em thấy đứng đây nè, đi đây nè. Trong đây nè, trong đây nè. Chị đang nói chuyện với hả? Đang nói chuyện với bà quá. Chưa có từng thấy gì hết. Hồi vô, em thấy này nè. Ủa đâu rồi ta? Mới thấy thì mất tiêu rồi ta. Chú thương chào vong. Hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn cúng kiến và giúp đỡ cho các vong linh đang lang thang đói khát trên cái cục thổ này. Tôi được đi về chùa núi tu tập thôi, chứ tôi không có ý xấu nha. Hồi nãy em thấy cái dòng. Đúng rồi, em thấy cái dòng đứng ngồi bên kia kìa. Có khi nào đi qua bên đó không? Anh đi qua đó thì em kiếm giùm nè. Đặt thầy đặt kêu anh nha. Rồi rồi. Anh đi chậm quá mà. Kỳ đó. Gió mưa cả nhà, cây cây cỏ nó tùm tốt. Anh Thành đi tới bên đó rồi cả nhà. Để anh tìm đó thì mình đảo đảo tìm kiếm vòng đây coi. Chắc cũng quẩn đi thằng à, chứ không nhiêu xa đâu. Thì vong đã xuất hiện ra cho tôi thấy thì có thể ra giao tiếp nói chuyện tôi được không ạ? Em thấy tiếng này rõ ràng luôn đó cả nhà. Thành kim đó mình kiếm đây nha, đã lỡ em vòng rồi đó cả. Kỳ vậy ta. Xin chào vong. Mình đi vòng phía bên này nè cả nhà. Phía này có vong linh nè cả nhà. Phía này có nguyên địa nè. Mình qua cái nhà mồm đây cả nhà. Chia đi đi. Có gì anh hú mình. Có trong đây không ta? Có trong đây không ta? Nhìn gì mình kiếm đường qua khu nguyên địa nè cả nhà. Ô, qua khu nhà mồm đó nha cả nhà. Mình vòng qua đây. Kỳ gì ta? Phải vòng này không? Ủa? Phải vòng này không ta? Này cái nhà, thấy con nhà đèn đặt máy đó nha cái nhà. Phải vòng này không? Sao mất tiêu rồi? Ủa? Rồi mất tiêu rồi cả nhà. Anh đi tới bờ này. Chứ kiếm đường quên nó không khó luôn. Thấy ngồi ngay đây luôn nè cả nhà. Không có đường đi luôn nha. Thành đi tới bên kia rồi. Kỳ đó. Dạ. Chứ xin chào vong thêm lần nữa nha. Đi về đây cứ thấy luôn nha. Tôi đây chứ là muốn giúp đỡ cho vong linh thôi chứ tôi không ý xấu. Kỳ ta.
Hồi cô Phong Phong, cô lên bãi đi kìa nhà anh. Kìa. Tao không cần mày giúp đỡ. Cho đã. Hả? Dòng có đây có dòng đã thôi. Tôi xin chào nha. Ông chạy cái gì kìa? Anh đâu rồi? Thì ông đứng kìa. Chào Phong. Chào, bình tĩnh đi. Em tôi tới đây là có ý tìm kiếm những cái linh hồn dưỡng ở cái khu nghĩa địa này, là tôi giúp đỡ. Hai mày tới đây bắt tao chứ phải giúp đỡ gì? Không có bắt, không bắt. Bình tĩnh. Xin chào. Tại bị căng với trời. Hello. Mày sợ tao ra. Rồi, tôi đứng đây tôi đâu có làm gì ông đâu mà. Trời ơi. Hai thằng bay mà tiếng lại gần thì đừng có tát tao nha. Kiếm trong hồn thì giúp đỡ mày chứ đâu có làm gì đâu mà. Giúp đỡ gì? Thôi đi. Đừng có gạt tao. Bình tĩnh đi. Không làm gì dữ vậy. ông đứng ở giữa rồi hai tôi hai bên ông quánh lại tôi không mà ông cầm cây. Bình tĩnh đi, không lợi tao cũng chơi với hai bay nữa. Chứ không chơi hai bay bắt tao sao? Trời. Hỏi ông coi ông trú ngụ ở đây lâu chưa Dông? Tao trú ngụ ở đây lâu lắm rồi. Bao lâu rồi? Một tháng nay rồi. Một tháng hả? Đúng vậy. Ừ. Ở trong cái khu này nè. Một tháng nay. Hai thằng bay từ đâu tới? Hai anh em tôi có anh điện của anh trên nói là cái khu nghĩa địa này có cái dòng dữ lắm nè, tới đây giúp đỡ chứ không tới đây phá quấy chỗ ở đâu. Một nỗi gì đi, tao không có tin đâu. Hai ông bay quýt xéo mau. Ông Dông, ông nói ông ở đây tháng mấy hả? Đúng vậy. Một tháng mấy nay ông có ai tới đây có ai cúng cho ông ái gì không? Thì cũng có nhưng mà ít. Trời, chắc ông ăn ké người ta không chứ. Thì miếng sao tao có ăn là được rồi. Rồi đó thì giờ ngày hôm nay cúng cho ông là ngon hơn chết luôn mà không chịu. Mày xạo thiệt đâu mà có mày cúng trong ba lô tôi nè. Ba lô không có nữa, ba lô có cơm, tôi không có cơm nữa nè. Trời ơi, đi hai thằng bay ha, chủ ý hai dồn dập mình tao ha. Tới đây là tao giúp đỡ mà chứ có quánh là không đâu mà dồn dập. Rồi ông thấy ông lang thang cõi tàu bà này đói khát lạnh lẽo hôn mà ông cứ ngoan cố vậy. Ừ thì cũng có đói khát. Ừ. Có lạnh lẽo. Ừ. Vậy chứ tao hỏi mày nè, giờ tao không lang thang rồi tao biết đi về đâu? Đi về chùa núi để mình tu tập. Bình tĩnh nha. Ông là nói ông lạnh lẽo lắm phải không? Tôi có nè nhàn, có nhàn. Thôi đi mày đừng có bài ra mày dụ tao hả? Khó nha nè. Mày xả ra. Để tôi đốt. Tôi đốt rồi tôi cúng không cái ông hưởng cho nó mình lẻo. Nó ông đốt nhang cho ông kìa. Thôi tội dẹp đi. Trời ơi ngoan cố với cha. Chứ ông muốn sao? Thôi bây giờ hai thằng bay có tính xa ra không? Để cho tao nghỉ ngơi không? Chứ nãy có lại gần đâu không xa. Còn không là tôi quất hai thằng bay lột đó. Không, hai anh em tôi tới đây kiếm ông để cúng trong thần lễ chứ. Thiệt cúng không mày? Thiệt. Thì chứ gã không làm gì. Tôi sao mà tôi nhìn hai bay tôi thấy nghi quá vậy? Trời ơi nó nè, bây giờ tôi nói hỏi ông nè. Nếu như tôi là một người xấu đến đây để bắt vong á thì hai người tôi nãy giờ đứng hai bên tôi ụp ông bắt ông được rồi. Cần gì phải đứng đây khuyên giải năn nỉ ông làm gì? Ừ. Mà nhỏ này nói cũng có lý anh ta. Ừ. Đúng rồi, hai quánh một thì sao mình tao quánh lợi đó. Nhưng mà tôi nãy giờ tôi đứng khuyên không chưa hề đứng gần ông nữa. Không có quánh hai anh em tôi á là đâu có đi đến đây để quánh vong đâu. Ơi mày cho tao hỏi cái mày nói đi về chùa đó có gì vui ở đỉnh không vậy? Vui thì không có vui nhưng mà được cái ấm no hạnh phúc. Thôi đi mẹ ơi, nói chùa chứ từ lúc tao mất tới giờ nha, tao cũng kiếm đường đi dữ lắm đó mà chưa có thấy được cái điểm chùa nằm ở đâu của nha. Trời. Tao chỉ toàn là lang thang ở những khu rừng và những khu nghĩa địa như vậy không à. Thì tao có thấy chùa đâu mà mày nói chùa. Thì đó, thì chính vì vấn đề đó tôi mới đến đây để tôi đưa ông đi về chùa nè. Đó, tôi khuyên ông bình tĩnh đi. Ông
không lạnh nó không giống. Lạnh sao không lạnh mày, mày thử mày chết giống tao khi mày lạnh không? Lạnh thử cũng chết chứ mỏng hơn là. Nó lạnh thì để tôi đốt nhang trong tử ẩm này. Thì thường thường thì vong linh như tao thì cần phải nhang đi. Có nhang là sưởi ấm là được rồi. Thì đó, thì bây giờ ông bình tĩnh đi, để tôi đến rồi tôi thắp hương rồi tôi cúng cho ông dùng. Còn mà không có được hả? Nó đốt hương hả? Tôi nói mày lang thang. Nè nè, bình tĩnh. Nè, không có nghe một cái nhang không? Được á, thấy mày cũng có lòng mà. Ấm không? Mới hủi sao ấm mày, cũng bèo nửa cây chứ mày. Mày mới đốt lên hỏi tao ấm không? Bây giờ ông bình tĩnh, ông bỏ cây đi. Đâu có, tôi đâu quánh không lại không đâu. Được lỡ tôi bỏ cây ra hai bay bay vô trối tao sao? Không, tới đây tôi giúp mà. Thôi bây giờ nó chơi vậy nè, bây giờ nó thiệt. Giờ ông bỏ cây đi, rồi hai anh em tôi kiếm cho tao đống trống. Rồi hai anh em tôi cắm ba nén hương nó xuống. Rồi cúng cơm, cúng bánh, trái cây trong ra ông hưởng. Rồi sau đó đi rồi vào, nếu ông không chấp nhận thì tôi cho ông đi vô khác. Ông nói ông lạnh lắm không? Ông bỏ cây xuống hửi rồi hưởng miếng khói nhang thử cho nó ấm lại đi rồi bình tĩnh. Tao đang hửi nãy giờ không mày? Thôi má. Rồi sao nè, chịu không? Thôi mà giờ chống cự thì chống cự, mà nói gì thì nói. Đứng bên đây nè, tao mà tao đứng. Đứng bên đây nè kìa. Kẻ giữa này mà hai thằng bay mà hồn tao vô thì tao cũng có đường nào đâu để mà tao chạy. Ừ. Thì bởi vậy tao mới nói để giúp đỡ cúng kiến cho dùng, không chịu. Hai tụi đồ tới đây đâu phải để bắt ông luôn mà dồn. Ôi giờ lỡ rồi tao chơi lớn với hai bay luôn rồi, tao ăn hết đồ ăn của hai bay luôn rồi. Ủa? Hai bay đưa tao đi nha. Ừ. Nhớ mình nói cho tao ăn hết, điện thoại mà mày giấu giếm lại là tao... Ê không được, quên, sorry. Sao nữa mày? Hai thằng tôi nhiều lắm mà mang không hết đâu. Tại vì mỗi anh em một người là một phần tới hai ba người, hai ba dông dùng lận. Nó vậy là chú chỉ cúng một phần là ông vừa đủ ông dùng để cho ông no thôi. Không hết thì tao để dành, tao đem về chùa, tao có mấy ông bạn nữa trên không tao cho. Về chùa là đã có sư thầy nó cúng kiến hàng ngày rồi, ông khỏi bận tâm về vấn đề đó. Ta đu có luôn hả mày? Có. Ở trong chùa thiếu gì trái cây, cơm chay thiếu gì? Ừ. Thôi vậy mà đâu. Chỉ sợ ở đây là không có thôi. Rồi rồi, nếu mày nói vậy tao nghe cũng có lý. Vậy thôi á. Vậy hai ông bạn cúng cho tôi đi. Trời ơi. Có đồ ăn mình phải là bạn chứ. Rồi bây giờ ông đi ra ngoài chơi đi. Đó, tôi bỏ cây rồi đó nha. Rồi rồi, vậy giờ ông ẩn ra nghỉ ngơi đi. Ra ngoài chơi nghỉ ngơi đi rồi hai tôi cúng. Ê, khỏi cái ông dòng. Gì nữa cha nội? Nói cái tên tôi biết thôi, hai tôi giái cúng ông ra thôi. Tôi hả? Ừ. Tôi tên Thi. Ồ, tên Thi ha. Cát Thi hả? Thì ông với các Thi tao bê mày. Ông gì tên Thi ông? Thì tôi có biết đâu cha mẹ đặt tên gì thì kêu tên đó chứ sao tôi đổi tên được. Tôi tưởng tôi Cát Thi chứ, hay là Thi gì đó. Được, mày Thi là Thi đàn ông. Vâng. Rồi, ông Dông Thi ơi, ông ra ngoài chơi đi. Rồi vậy tôi xin phép nha. Rồi tôi cúng rồi, tôi giải cho tên ông Thi rồi ông ra ông dùng ha. Rồi cười xỉu bên này luôn cả nhà. Ây chà, đây con ngập cái máy cả nhà. Rồi mới chưa gì chưa gì hết rồi anh Thành đốt nhang rồi. Bây giờ mình kiếm chỗ nào trống trống mình cúng mình Thành ơi. Bên chỗ nãy anh đi bên đó có chỗ nào trống không? Thì bạn này của em mà em không có ý là giờ mấy ngày nay nó sậm quá. Thôi đi ra này nè. Ra này này, ở này này có thể em thấy có chỗ trống nè. Ra này đi. Đây kìa. Đây chỗ trống nữa kìa. Bây giờ mình sẽ đây này, đây chỗ này trống này nè. Này 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 đi chung nha cả nhà. Ê da. Ê da, rồi. Sao anh sao trời? Được chưa?
Ôi giờ để em dọn qua trên này cái nha, sạch sạch cái tùm tùm quá. Viên được viên cái dòng hả đã. Và mà lấy cơm bánh cho em cúng đi, em đốt nhà. Đem cúng cho. Sạch khỏi đi. Không biết cầm đây đi, để dọn đi rồi giá cúng luôn, cầm chứ chưa cái gì. Có cái này nãy mà nhớ tao không nói tên gì không? Tên thi hả? Thi không à ông ơi, thì làm thêm đó. Tây thi hả? Cái gì thi? Cát thi. Chờ giọng tên thi. Đây, cơm mình coi. Thi. Nãy em gẹo ông tên Thi Thi hay Cát Thi. Ông nói đây đi cho lỏng cho. Được rồi. Đây, đây là bánh. Để em rót nước cho. Rồi cũng đi giúp dòng điều gì ha Đạt. Dạ, thì nói chung thì ngày nào em cũng đi anh. Có ngày hôm qua đi mất mưa quá trời. Già cũng bệnh hoài rồi, thì anh cũng không có thời gian đi với nhà nấu cơm nước cổng. Dạ. Thôi để này ra cúng cho. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đắc Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bửng Cảnh. Thổ thần thổ địa cục thổ nơi đây. Nay hai anh em con Minh Thành với em Đạt tới cái nơi khu nghĩa địa Quang Du này, có gặp được một cái ông dòng nó tên Thi, thì không biết có quan tình gì không, lý do sao mà phải lưu lạc trong khu nghĩa địa này, thì có đối khác ông nó tới đây kháng vậy đó. Thì ông cái linh hồn của ông có dứt dơ dưỡng của đối khác thì xuất hiện ở đây dùng cơm ba phần lễ của hai anh em tôi gửi đến nè, rồi hai anh em tôi vào ở thăm giúp đỡ cho để gửi ông về chùa, nói về chùa gì đó. Thế rồi thì lui ngoài đây. Đây. Hai mấy chơi sọp dữ ta. Chỗ mắn thấy cày nhóc luôn. Thấy nó cũng có cái lòng đó. Chắc là nó cũng giúp đỡ thiệt này chứ. Không có bắt đâu. Chứ con mình sống chống cự là hai thằng luôn. Thằng nó nãy không biết mình lạnh lẽo này, mình cần hương đem hương nó đốt ra một cái, nãy mình thử một cái ấm ấm cái lòng nó liền.
những trái cây đủ khổ, cơm chai. Cơm chai ngon thiệt luôn á. Quá lâu rồi mới có được cơm dùng. Sao ngon quá. Chào. Chào Vong. Xin chào. Tôi xin chào bạn Vong Thi nha. Tôi xin chào hai ông. Rồi sao rồi? Dùng cơm bánh trái tôi thấy sao? Hồi nãy giờ tao dùng tao cảm thấy ngon quá mày ơi. Ngon quá hả? À? Đúng vậy, lâu quá rồi đâu có cơm chai để đâu mà uống đâu. Dùng là chỉ dùng được những bánh trái cây của bà con với những người ta vô người ta giếng mộ ở đây nè, rồi người ta cúng rồi người ta bỏ đó. Đi, ké hả? Đi về tao lấy tao ăn ké chứ có đâu mà ăn. Ngày hôm nay sao mà tao dùng được cái phần cơm chai của mày tao cảm thấy đã quá. Trời, vậy đó mà cầm cây thủ thế điều. Thì tại vì thủ thì tao cũng chủ yếu là tao bảo vệ cho cái bản thân của tao thôi. Bộ có ai vô đây ông gặp rồi hay sao mà hay là ông chỉ gặp hai tôi là đầu tiên mà sao mà ông cầm cây gì? Bộ có người vô đây gặp ông hay gì không? Thì tôi ở đây tôi chỉ thấy đôi khi lâu lâu có bà con người ta làm vườn ở đây nè. Người ta ra
Nhưng mà tôi cũng đâu có phá, đâu có ghẹo chọc gì người ta đâu. Còn riêng hai ông á, thì thường thường mỗi lúc á, tôi ở đây ban đêm tôi nghỉ ngơi nè, rồi tôi đâu có thấy ai vô đây đâu. Rồi tự nhiên bữa nay đâu hai ông vô đây, chỗ nãy là tôi định nghỉ ngơi rồi á, thì tôi cứ tưởng là nhiều khi là hai ông là ông thầy pháp hay là ai xấu đó, đi đi tìm những vong linh như tôi đem về để mà tu luyện phép thực hay là ngải này kia, bởi vì tôi mới sợ, tôi mới cầm cây tôi thủ thôi. Ông ở nơi nào tới nơi này ông Thi, hay là ông mất ở đây, ông thành vong ở đây? Trời ơi, nói tới thì nó khổ lắm ông ơi. Thì ông còn sống thì ông đâu có biết vong linh thì tụi tôi thì mất xuống rồi hả, phải chi mà được gia đình mà hương khói thì hưởng thì tốt biết mấy, còn đằng này mất rồi lang thang dứt dưỡng chỗ này chỗ kia, cứ đi đến đâu thì ghé đến đây tu ngủ được ngày nào thì hay ngày nấy, rồi đói thì đi tìm đồ ăn, mà mệt thì kiếm chỗ nào đó dựa vô rồi nghỉ, khỏe rồi đi tiếp, nó khổ dữ lắm. Trời ơi, những cái vấn đề của ông là tôi biết hết chứ. Thì chính vấn đề biết đó, cho nên là hai anh em mới lặn lội đêm khuya đến khu nghĩa địa này để tìm kiếm những vong linh có duyên với mình, để giúp đỡ, để mà hướng họ đi về chùa, về núi, tu hành đó. Chứ không biết tôi đến đây tôi kiếm vong làm gì. Thì hai ông á, nếu thật sự có cái lòng tốt mà muốn giúp đỡ tôi á thì tôi mừng dữ lắm. Thì tôi cũng mong á hai ông hiểu, tôi cũng không có muốn hung hăng gì đâu, nhưng mà tôi chỉ sợ là bị bắt rồi á, không biết hồn tôi sẽ ra sao, rồi tôi không được chuyển kiếp đầu thai á, tôi sợ cái vấn đề đó đấy. Hỏi ông cái có gì ông cứ hỏi đi. Sao mà ông mất, sao mà ông mất thành cái dòng dứt dơ dưỡng ở đây vậy? Cái chuyện mất thì nói tới nó buồn, nó đau lòng dữ lắm. Cũng chỉ vì anh em đùm bọc ở trong nhà ruột rà với nhau không á, mà không ai rồi hả, cũng chỉ vì một chút hả sự yêu đương này kia đó rồi hả sát hại tôi mất luôn. Ai sát hại? Là thằng em ruột của tôi á. Ý trời, em ruột ông sát hại ông luôn hả? Đúng vậy. Sao ông kể cho hai anh em vô nghe rõ sự tình của nó làm sao? Sao mà nó phải sát hại ông? Thì cuộc sống của tôi ngày xưa nói chung là đa số làm thuê làm mướn, rồi làm được một thời gian thì thấy làm ngày nào thì cũng hết ngày đấy, nữa phần lo cho ba mẹ nữa. Rồi được một thời gian thì ba mẹ nói chung cũng lớn tuổi đi, rồi từ từ bệnh già rồi mất, để lại tôi với thằng em trai của tôi nữa. Thì lúc ba mẹ mất rồi hai anh em nương tựa với nhau đi làm thuê để mà sống. Rồi tôi làm được cũng vất vả dữ lắm. Rồi phần tôi đi làm bên ngoài tôi mới quen được cô gái đó, rồi cũng thời gian qua lại thì cổ cũng thấy hoàn cảnh tôi vậy, với hoàn cảnh của cổ cũng tương tự giống như tôi vậy á. Rồi tôi cũng có ngỏ lời là nếu mà thương tôi thì về tôi với cổ tìm cái việc gì đó buôn bán để mà làm, để mà sống qua ngày á. Thì cổ cũng đồng ý. Thì từ lúc mà đồng ý xong rồi cưới về á thì tôi không có đi làm mướn bên ngoài nữa. Và thằng em tôi thì nó đi làm, còn tôi với con vợ của tôi á là tìm cái nghề gì đó để buôn bán. Vậy là đúng rồi. Xong thì tìm hiểu qua một thời gian thì hai vợ chồng tôi mới là đi lấy kiểu như là nước mắm ở ngoài biển mà người ta đánh cá này kia người ta làm đó. Rồi lấy về để mà vô đất liền để mà bỏ cho những cái thương lái, những cái mối người ta bán lại. Vậy là ông cũng là thương lái rồi, nhưng mà thương lái ông là
thương lái chính. Đúng vậy. Chia thì... lại những cái tiệm này quá nhỏ phải không? Đúng rồi. Ồ. Thì lúc đầu hai vợ chồng tôi mới vô nghề làm á, thì cũng định làm thử coi được hay không. Thì lấy số lượng cũng ít ít, nhưng mà do cái phần cá ngoài biển người ta làm đó rồi cái hả, nó đậm đặc của nó ngon ông ơi. Rồi đem bỏ cho mấy cái tiệm đó, người ta bán được dữ lắm. Rồi người ta nói người, bà con ăn người ta khen quá trời luôn. Rồi từ lúc đó hai vợ chồng tôi cứ hả đi ra ngoài lấy vô rồi bán lại, lấy vô bán lại. Thì được một thời gian á, thì ông cũng biết mối mang á, thì càng ngày nó càng nhiều. Lúc đó làm ăn khá rồi ha, ha ông Thi. Thì nói chung cũng được để đủ sống mà ông ơi. Rồi vợ tôi với phần là thân phận nữ nữa, thì khiên á, thì bả khiên không có nổi, chỉ làm nhẹ nhẹ thôi. Còn những cái hũ bự thì bả khiên đâu có nổi đâu. Thì do một mình tôi á, làm thì tôi khiên riết tôi cũng mệt đi. Rồi tôi thấy vậy á, tôi mới kêu cái thằng em của tôi á, thôi kêu nó nghỉ làm thuê ở bên ngoài đi, rồi đi theo tôi. Để mà có gì mà nó khiên phụ này kia á. Sẵn anh em đùm bọc nhau luôn ha. Đúng vậy. Thì tôi kêu nó đi á, thì từ lúc mà nó đi theo á, thì tôi với vợ tôi với nó anh em đùm bọc lẫn nhau đó. Làm á thì á, vợ tôi nói giờ có thằng em theo á, thấy nó khỏe anh. Kiểu như á, nó khiên phụ rồi em thấy em cũng khỏe nữa. Tôi quên nữa, tôi thắc mắc cái nha. Cái gì vậy ông? À, ông với em ông là đùm bọc lẫn nhau, thương lẫn nhau, tại sao lại bị người em nó giết hại? Người em ruột mình luôn á hả, hay là em dòng họ của cậu gì? Em ruột tôi luôn á. Thì á, cái sát hại tôi á là do á, cái phần á là tôi lấy vợ á, lúc mà tôi lấy vợ á, là vợ tôi nó nhỏ hơn tôi tới 11 tuổi là gần con giáp rồi. Đúng vậy. Cũng vì á cổ thương á thì tôi lấy về với nhau đó. Rồi á với phần về rồi lo làm nữa, thì tôi thì cũng lớn tuổi làm thì ông biết á, ngoài nắng hả này kia đó, rồi nó đen đúa nữa. Rồi ngày qua ngày nó càng già đi á. Rồi á hả, em tôi á, thằng con trai á thì nó còn trẻ đó. Nó cũng chưa có vợ con gì. Rồi á, từ lúc mà đi chung á hả, rồi á, vợ tôi thấy thằng em tôi nó kiểu như có sức khỏe này kia nó làm á, tôi thấy hả, riết rồi từ từ tôi thấy ha, chị dâu á mà hiểu nó lo lắng cho em chồng còn hơn là lo cho chồng nữa. Rồi tôi thì cũng không có nghĩ gì, tôi nghĩ chắc chị em mà kiểu như hoàn cảnh nghèo khổ từ đó giờ, nhưng mà thương yêu giúp đỡ lẫn nhau thì có đó là cũng có chuyện thường tình đi. Rồi thì từ lúc tôi kêu nó đi phụ tôi cũng được một năm mấy hai năm gì á, thì anh em lên đên á trên biển rồi cứ vô đất liền vậy á. Rồi cái hôm bữa tôi đi ra ngoài đó, tôi lấy đồ này kia xong xuôi rồi á, tôi mới bước lên cái ghe để mà tôi nói với mà mấy cái ông chủ ghe đó này kia, kiểu như tôi khen là đồ của mấy ông để tôi ngon này kia vậy đó. Rồi mấy ổng, tôi mới nói mấy ổng ráng cố gắng là chia cho tôi nhiều nhiều đi, là tôi lấy cái nhá nhỉnh một chút rồi anh em cùng kiếm lời để sống á. Thì do tôi đi lên trên á, tôi lo nói chuyện xong á, rồi á, lúc mà tôi xuống á thì tôi đi im điềm lui cui tôi đi xuống đi. Rồi á, vợ tôi á với thằng em á, tôi nó đâu có để ý, nó đâu có biết là tôi xuống đâu. Tôi thấy ha, vừa xuống thì tôi nhìn sớt ngang, tôi thấy hai chị em ở trong cái ghe á, cái gì đâu mà nó ôm ấp với nhau, nó hôn ngay sẹo nẹo vậy đó. Nó là tôi thấy hả, là tôi nghĩ chắc cái này hả là từ lúc thằng em tôi đi là chắc là hả, vợ tôi với nó đã vụng trộm lâu rồi nè, bởi vậy tôi thấy mới nghi nghi cái kiểu mà lo lắng với nhau á. Rồi tôi bước xuống hả, tôi thấy thì hả, vợ tôi với thằng em tôi nó tá quả luôn. Nó nói hả, không phải như anh nghĩ đâu, nói tại vì chị nhức lưng quá là chị kêu em đấm lưng giùm.
Nó rồi tôi mới nói á, mày đấm cái gì, mày với chị mẹ vụng trộm từ nào giờ mày khai thiệt cho tao đi, thì anh em còn hả hòa thuận này kia, chứ còn lần không á thì mày đừng có trách tao. Nói rồi á, cái xong á, vợ tôi á với thằng em tôi mới nói, nó nói thôi á, cái chuyện này á cũng lỡ rồi, mà bây giờ mình đang lấy đồ ở đây, rồi á phần người ta ở đây cũng đông nữa, rồi bà nói á, có gì á anh em mình vô đất liền đi á, rồi nói chuyện. Thì tôi thấy vậy tôi cũng sợ bể mặt á, tôi mới im đềm luôn để mà chạy đi vô đất liền xong rồi tính á. Thì tôi tưởng đâu là cái chạy đi vô thì nó yên ổn đi, vô ông cũng biết từ ở ngoài đó mà vô nó cũng hơi xa đó, rồi thì chạy cũng thay phiên với nhau, rồi tôi không biết sao kiểu tôi làm chắc kiểu như nó lao lực nó mệt đúng không. Nó tôi nói thôi tôi kêu em vừa thế chút xíu đi để tôi ngã lưng một xíu. Nó thì á tôi tưởng đâu là ngã lưng là tôi được yên ổn rồi, ai dè đâu tôi vừa ngã lưng xuống một chút xíu á, thì tôi nghĩ chắc hai chị em của nó hả đã đồng thuận với nhau bàn bạc hay gì đó, nó lấy con dao đi hả, trong lúc tôi đang nằm đó nó đâm cho tôi nhiều nhát dao vào vùng ngực của tôi á. Xong mới là lúc tôi mở mắt ra mà tôi trợn trắng lên á, là tôi còn thấy cái thằng em út của tôi á với con vợ của tôi hả là nó đang nhìn tôi, mà thằng em thì cứ cầm dao cứ đâm liên tục á. Nó đâm xong á, cho đến khi á là tôi ngất luôn. Tôi ngất xong á là chị em nó khiêng tôi dục xuống giữa biển luôn. Rồi á, từ cái lúc á mà dục tôi xuống á giữa biển á, rồi hồn tôi cứ lang thang bay bổng vật vưởng ở ngoài biển đó, tôi cũng không biết đường nào để đi vô nữa. Rồi sao ông vô đất liền thì được vậy? Sao chết ngoài biển mà sao vô đây được vậy ông Dông? Thì á, tôi lang thang á ngoài cũng lâu dữ lắm. Tôi không biết là duyên số hay là sao á. Rồi hôm bữa tự nhiên có cái ông thầy pháp ở đâu á, tôi không hiểu ông đi đâu, ông mới thấy tôi đi. Tôi nghĩ chắc thì thường thường ông cũng biết mấy ông thầy thì á ông có cái bản lãnh ông nhìn thấy được những vong linh đó. Tôi mới thấy vậy, tôi mới trên tôi kêu ông cứu, tôi nói là tôi lang thang vất vưởng, tôi đói khát ở đây quá, tôi bị sát hại nè, tôi nhờ ông, nói nhờ sư thầy cứu con cho con lên đất liền đi. Mà ông sư thầy đó ông cũng già, ông cũng lớn tuổi rồi. Ông mới thấy vậy á, ông mới nói con hả mất ở đây lâu chưa, tôi mới nói là bị sát hại lâu dữ lắm rồi. Rồi ông thấy vậy á, rồi ông mới cứu tôi, rồi á ông mới đem tôi đi vô trong đất liền á, rồi á vô cái ông mới nói á, thầy có thể đem con tới đây thôi, còn cái chuyện á con đi đâu về đâu á thì thầy không có biết, thầy không có giúp đỡ con được nữa. Thầy cũng lớn tuổi rồi. Thì cứu ông ở dưới nước lên thôi hả? Đúng vậy. Xong á cái tôi mới năn nỉ ổng, tôi nói á con lang thang vất vưởng ở dưới nước lâu rồi, mà bây giờ được thầy cứu lên đây á thì thôi á, thầy cho con đi theo thầy đi, rồi á từ từ thầy chỉ đường chỉ lối cho con đi đâu về đâu, chứ giờ thầy bỏ con ở đây con có biết đi đâu. Rồi ổng thấy tôi năn nỉ quá, ổng cũng nói vậy á con theo thầy đi, rồi á từ từ tao tìm cách tao giúp đỡ cho mày cho. Rồi sao? Rồi sao cuối cùng sao phải lang thang mà không đi theo ổng? Thì tôi đi theo ổng được một thời gian á thì ổng chưa có giúp đỡ tôi nữa, với phần ổng già ổng lớn tuổi đó. Rồi ổng cứ đi chỗ này chỗ kia này. Biết rồi á ổng sanh bệnh luôn. Rồi á từ từ á rồi ổng hả ngày qua ngày á bệnh của ổng á tôi thấy nó diễn biến, ổng ho rồi này kia đủ thứ hết trơn á. Rồi xong ổng mất luôn. Rồi từ lúc ổng mất ổng bỏ tôi cũng lang thang vất vưởng như vậy nè. Rồi á ổng cũng biết rồi, lang thang vất vưởng thì tôi cũng có biết đường để đi đâu. Bởi vậy tôi đi chỗ này chỗ kia tôi đi tùm lum chỗ hết trơn á. Rồi á tôi mới thấy cái khu nghĩa địa này nó cũng vắng vẻ nè, âm khí nó cũng mát mẻ ấm nữa, tôi mới ghé vô đây tôi trú ngụ hôm nay nè. Rồi đâu
tự nhiên nay không có duyên hay là có duyên gì thì tôi cũng không biết, thì tôi gặp được hai ông mà, nhưng mà cái điều tốt hay là cái điều xấu gì thì tôi cũng không có biết nữa. Hỏi cái giọng gì thì nữa ông nói thời đi. Gian mà lúc mà vợ ông với em ông nó sát hại ông á, rồi lúc mà ở dưới biển đó, rồi tới nay là bao nhiêu năm mà ông còn nhớ không? Tính ra lâu dữ lắm rồi ông Mười, cũng 20-20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi hả? Đúng vậy. Ngày xưa rồi vợ chồng ông với em ông quê quán sống ở đâu? Ngày xưa thì tôi sống ở tỉnh Trà Vinh, rồi sống ở đó thì cũng là sống ở nhà trọ, nhà thuê thôi. Chứ cũng không có đất đai gì nữa ông ơi. Trời, gì vậy? Ngày xưa là ba mẹ không có đất đai luôn hả? Đúng vậy. Wow. Ủa, vậy rồi vợ ông với em ông đó, bộ không ai phát hiện ông mất sao mà phát hiện gì? Đã giết xong, dục cái xong luôn rồi. Dục xong. Quên hả? Dục xong. Trời, không. Thì vô ngày xưa thì ba mẹ tôi là do gia đình anh em cũng đông đi, đất đai cũng ít nữa, rồi ba mẹ tôi không có muốn tranh giành, bởi vậy mới chọn con đường là đi ra ngoài là thuê nhà ở, rồi làm thuê làm mướn sống. Wow. Rồi từ từ là kiếm, ráng cố gắng để kiếm một số vốn để mà có thể mua được căn nhà với đất đai để mà ở. Nhưng mà không được. Đúng vậy, nhưng mà làm thì ông biết hả, cuộc sống làm thuê làm mướn đồng tiền nó kiếm nó khó quá ông ơi. Rồi lớn tuổi bệnh tình nữa rồi mất luôn á. Rồi cũng chỉ vì từ lúc ba mẹ tôi mất thì anh em tôi cũng nói cái ngôi theo là như vậy luôn, chỉ ở là nhà thuê nhà mướn vậy thôi. Thì thấy chỗ nào được á thì mình thuê mình ở mình làm, còn mà không được á thì mình trả chỗ đó rồi mình đi tìm cái chỗ khác mình thuê mình ở mình làm vậy á. Ông nói 20 mấy năm rồi mà đầu mà hỏi ông cười nhiêu tuổi, lúc mất nhiêu tuổi? Lúc tôi mất là tôi 38 tuổi. 38 tuổi là chính ra lấy vợ mới có 20 gì à? Ủa không đâu, nãy ông nói 11. Vợ ổng nhỏ hơn ổng 11 tuổi vậy lận. Là mới có 27 hả? Đúng rồi, giờ tôi 27 tuổi à. Giờ ổng cũng 50 mấy 60 tuổi rồi hả ông Thi? Đúng vậy. Sao? Nhưng mà thôi ông ơi, thì em thấy rồi đó. Thì theo tôi á, thì có thể là ông mang một cái oán hận trong người nè. Rồi lần phần nữa mất nước. Nó thì cũng may đó, thì được cũng được một ông thầy giúp đỡ cho lên bờ. Thì cũng được ổng cua mang, nhưng mà chắc lẽ là do nhiều đời nhiều kiếp trước của ông á có thể là tạo cái nghiệp việc khá là nặng, cho nên là đã được thầy cua mang về tới nhà để mà lo lắng, để tìm cách đưa ông đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng mà cuối cùng cũng phải bị bề trên bắt đi tiếp tục trả cái nghiệp của mình đó. Chính vì vấn đề đó thì ngày hôm nay thì hai anh em cũng đến đây gọi như là coi đi là một cái duyên gặp gỡ trên cái cục đất này, để gọi trước đó là sẽ giúp đỡ cho ông, để cho ông là được y như cái ý nguyện của mình á, là sẽ được đi về chùa về núi để cho mình tu tập tu thiền tu hành trên chùa để mình sớm được đi từ thai ha. Cái phần đó là chắc lẽ là vài năm nữa, tại vì mình phải về đó mình phải tu tập, mình phải đọc kinh niệm Phật để mình trước là mình sẽ giảm bớt cái nghiệp nè, giảm bớt cái oán hận của mình nè, sau đó mình mới tích phước đức nè, người mình mới tu tập rồi mới đắc đạo rồi mới đầu thai được. Còn cái vấn đề chính trước tiên á là ông sẽ được về đó nè, rồi sẽ được quý sư thầy nè trên chùa trên núi sẽ nấu những mâm cơm chay cúng ký hàng ngày cho ông dùng, rồi mình sẽ được về trên sắp xếp cho được một chỗ trú ngụ. Như vậy sẽ ấm cúng hơn, không cần mất nắng mất mưa. Rồi mình, anh không có nghĩ đi vào chùa thì mình sẽ được bảo vệ sự an toàn, không cần phải sợ những con quỷ dữ hay là những vong linh hung dữ. Nhiều khi em đến đây á, thì mới đến đây thì chưa thấy vong á, lỡ một ngày nào đó kìa có một cái con quỷ dữ đến đây để mà trú ngụ, thì thấy ông như vậy thì nhiều khi sẽ ông bị ăn hiếp. Nó người lỡ cái quỷ đó tu luyện những cái tà thực á, thì có thể là bắt ông để mà
tu luyện luôn. Lúc đó là ông không có thể đi đầu thai chuyển kiếp được. Lúc đó là ông xưa ông bị thành mấy khối rồi. Đó, thì hy vọng rằng ông suy nghĩ đi, mình nên buông bỏ những cái oán hận của mình đang mang trong người để cho hai anh em tôi giúp đỡ cho ông ha, để đưa ông đi về chùa về núi nha. Thì do cuộc sống của tôi thì ba mẹ tôi, lúc tôi còn sống thì ba mẹ cũng đã không còn nữa, cũng chỉ còn một thằng em với vợ tôi thôi. Nhưng mà bây giờ họ đã giằng díu với nhau rồi á, thì đã sát hại tôi, giết tôi rồi bỏ tôi như vậy rồi. Thì bây giờ tôi cũng đâu có hả nhà cửa hay là chỗ nào để mà nương tựa nữa đâu. Thì thôi ngày hôm nay á, tôi cũng gặp được hai ông. Thì tôi thấy hai ông á, từ đầu cũng có cái lòng để muốn giúp đỡ, đưa tôi về chùa để cho tôi có chỗ trú ngụ á. Thì tôi cũng xin nghe lời của hai ông, vậy nhờ hai ông giúp đỡ đưa giùm tôi về chùa đi, về trển cho tôi có chỗ ở, chỗ trú ngụ nữa, để cho tôi tu hành học đạo, rồi tôi ráng đọc kinh niệm Phật ngày qua ngày á, để tôi có thể sớm được chuyển kiếp đầu thai á, làm lại một con người mới á. Thì xin hai ông giúp đỡ giùm tôi nha. Rồi nếu như ông đã chịu chấp nhận hướng về Phật pháp thì đương nhiên là hai anh em tôi phải giúp đỡ cho ông rồi. Nó thôi thì mình giờ mình đã hướng Phật pháp rồi thì mình nên buông bỏ những cái tình duyên lúc mình còn sống đi, đừng nhớ tới vợ mình, đừng nhớ tới em mình nữa. Những cái đó là những cái cõi tạm ở trần gian mình thôi đó. Khi mình mất rồi là mình phải là một hồn ma rồi, mình chẳng có gọi là vương vấn gì vấn đề đó được hả. Đó là mình giờ chỉ chuyên tâm là mình tu tập để mình kiếp sau mình đầu thai nè, mình có cuộc sống thoải mái hơn nè, đầy đủ hơn nè, hạnh phúc hơn nè, ấm cúng hơn nè, và được là thanh tâm an lạc, không cần phải suy nghĩ những cái chuyện buồn rầu u lo. Đó, như vậy là cái lo là cái phương châm, phương hướng mình hướng về để kiếp sau mình thôi. Còn giờ thì ông càng nghĩ về vợ, càng nghĩ về em mình thì lại càng mang cái uất hận, lại càng dướng bận ở đây thôi, chứ không có được gì hết. Rồi thì tôi biết rồi, tôi sẽ ráng cố gắng quên tất cả những chuyện trước đây qua một bên, sẽ nghe lời của ông chỉ dạy. Rồi bây giờ thì anh đưa anh Thi đi ha. Thì ông Thi ơi, thì nãy giờ em Đạt cũng đã nói rồi, chắc ông cũng đã chấp nhận để hai anh em tôi gửi ông về ngôi chùa để ông có chỗ nương tựa ha ông Thi. Rồi tôi xin nghe. Hai anh em tôi cũng như là nói tiếp cái chí cho ông, là cái ông thầy, cái ông pháp sư gì trước đó, ông theo ông giúp đỡ ông nửa chừng rồi ông bị bệnh ông mất, ông phải dứt dơ dưỡng ở cõi ta bà này hai mấy năm nay. Thì hai anh em tôi tới đây thì cũng là cái duyên với ông rồi. Thì hai anh em tôi, mục đích của hai anh em tôi tới cái khu nghĩa địa này là đặng tìm những cái dòng nào, bất cứ cái dòng nào nếu mà gặp được thì trước tiên là cúng cho phần cơm bánh trái cây, sau hỏi thăm cái hoàn cảnh sao mất, rồi cuối cùng là cũng phải gửi về chùa cho có cái chỗ để nương tựa vô đó, thì đặng tu hành, đặng mau đầu thai chuyển kiếp, thoát cái kiếp dùng hồn, đặng mình làm cái người mới. Thì bây giờ nếu mà ông đã chấp nhận rồi đó thì ông niệm cho anh em tôi 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi, anh em tôi gửi ông về đó cho ông tu hành, về đó ráng tu hành cho mau đầu thai chuyển kiếp làm người mới nha ông Dông Thi. Rồi tôi cảm ơn lòng tốt của ông đã giúp đỡ cho tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Đấy. Ây da. Cuối cùng mình cũng đã giúp được dòng ông Đạt. Như rồi cả nhà ơi. Thì ngày hôm nay á cả nhà, thì con cùng với anh Minh Thành cũng có đến đây. Thì cái chỗ khu nghĩa địa này thì con cũng đã đến rất là nhiều lần. Nếu mà cả nhà mình đã theo dõi những cái kênh của con thì con đã giúp đỡ khá là nhiều lên khu nghĩa địa này. Thì ngày hôm nay thì con cũng đã dẫn anh Thành theo, tại vì anh Thành hiện tại giờ cũng đã về quê của anh đó nha, để mà chăm sóc ba mẹ đó, cho nên là anh cũng sẽ bắt đầu hoạt động ở đồng bằng, nên là con cũng sẽ từ từ sẽ dẫn anh những cái điểm mà con thường tới. Tại trước là có thể là cùng anh đi giúp vong để có thể
cùng trải nghiệm với anh đó cả nhà. Để đây tại vì anh thì lúc đầu nó nói rồi thì anh cũng mới bước vào đi giúp vong vào đêm có 1-2 lần, cho nên là nhiều khi cũng chưa có nhiều cái tình huống đó, cũng chưa có thể xử lý được. Đó, thì thứ hai nữa là nhiều khi là con không có thời gian để con đến đây thì anh Thành sẽ đến đây, còn nhiều khi những cái chỗ khác nữa thì con cũng bận về công việc gì đó thì anh Thành cũng có thể đến để mà anh Thành tìm kiếm những hung linh có duyên với anh để mà giúp đỡ được đưa đi về chùa núi để tu tập tu thiền tu lành chùa nha cả nhà. Thì bà có bác nha các bạn ơi, đoạn video của hai anh em này tới đây cũng giúp được một cái vòng rồi. Rồi đoạn video của hai anh em tới đây cũng xin tạm dừng. Hai anh em xin kính chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại quý ông bà cô bác và các bạn những đoạn video tiếp theo. Mình sẽ có thời gian mình trở lại khu vực này. Dạ thì cuối clip thì cũng cho phép con và anh Thành chính chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị của mình trong nước cũng như ngoài nước có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ, mình Thành xin kính chào tất cả mọi người.